Hả, là hồi nãy là trên đó là có 8 con heo quay, 3 con vịt quay, 4 con gà quay, rồi một đống trái cây nữa mà nó bị giật mẹ hết trơn rồi bằng tài. Nhưng mà rất tiếc là lô tô 6 tài. Chuẩn bị thả tiền rồi các bạn ơi, chuẩn bị thả tiền các bạn ơi. Trời ơi, trời ơi, thấy chưa, các bạn thấy chưa? Trời đất ơi, quá trời quá đất, trời đất ơi, quá trời quá đất rồi các bạn ơi. Trời đất ơi, quá trời rồi các bạn ơi. Ôi giờ đi zoom cho các bạn coi kỹ thôi nha. Hai thằng vô rồi. Trời ơi, cướp ngân hàng rồi. Cướp ngân hàng rồi. Trời ơi, Sacombank thất thủ, Ây da, người dân thật bàng quan, không vô làm gì hết mà chỉ là đứng quay livestream như mình thôi các bạn ơi. Nhưng mà thật ra đặt đéo phải là cái gì cả mà chỉ là giật cô hồn, không có cướp gì hết nha các bạn ơi. Đừng có nghĩ là mày tầm bạ nha, tội nghiệp người ta. Đây là những người dân lương thiện đi cướp cô hồn thôi. Những người dân lương thiện đi giật cô hồn. Ây da, trời đất ơi là trời, quá trời quá đất, mệt quá mệt trời luôn. Trời ơi, anh nói vàng vô được rồi. Trời ơi, anh nói vàng là sao, anh vô được trong hay quá vậy. Bị đuổi ra kìa các bạn ơi, bị đuổi ra rồi. Anh chui ra các bạn thấy không, anh đang chui ra kìa. Bây giờ anh đang chui ra, anh đang bị bắt chui ra kìa. Thằng quá ghê rồi, thằng này chắc cướp quá chứ mà đi giật cô hồn cái gì. Giật cô hồn cái gì mà cái kiểu như vậy, trời quá ghê rồi. Quá trời quá đất, quá trời quá đất. Anh bảo vệ chui ra luôn rồi, tội nghiệp mấy bảo vệ quá. Hôm nay mày đặt cúng con hồn làm chi cho bảo vệ người ta cực khổ. Người ta cũng là đi làm công ăn lương thôi mà bắt người ta làm quá trời quá đất. Thiệt là một mực mình quá. Bây giờ đuổi cái áo vàng anh đi, trời cái anh áo vàng đó anh đuổi. Anh giật tiền là ai mà chịu cho nổi, ai mà chịu cho nổi. Thiệt luôn á. Ây da, các bạn thấy không, đó bây giờ người dân bên đường rất là nhiều chuyện. Đây những con người dân hiếu kỳ, chừng xe lại mặc áo mưa không lo đi tiếp. Cơn mưa đang đến mà không chịu đi. Cơn mưa ngang qua, cơn mưa em đi xa. Cơn mưa ngang qua, cô em đi xa. Đó, các bạn thấy không? Cơn mưa ngang qua và bây giờ không chịu đi xuống. Đứng hoài luôn, không chịu làm gì hết. Đứng coi thôi. Còn như mình rất là rảnh, mình đứng ở trên lầu, mình chỉa máy xuống, mình quay kịch, mình kề đọc. Chơi tới nó mến. Nhưng mà được rồi, đâu cần phải làm gì đâu, đúng không? Đi ra ngoài, chia cho mưa, gió bão bùng. Thật ra là sáng nay là bên nhiều anh công ty của mình cũng có cúng cô hồn nữa, nhưng mà do mình lên trễ cho nên là mình không có quay được cái cảnh giật cô hồn ở công ty của mình. Thiệt là một sự thiếu sót quá mệt lắm rồi. Cái ngân hàng này nó hỏi ngân hàng sao mang phải trả tiền cho mình nha. Trời ơi, giật cái gì, tiền tại các bạn ơi, tiền kia, trời ơi, bất chấp người dân tính mạng, bất chấp của cải, lao ra giữa đường. Ôi, từng dòng xe dừng lại. Trời đất ơi, ghê quá các bạn ơi, ghê quá đi các bạn ơi, ghê quá đi. Trời ơi, quá trời quá đất, trời ơi, bao nhiêu đây luôn, leo qua hàng rào luôn. Trời đất ơi, leo qua hàng rào luôn rồi. Oh my god. Trời đất ơi, người dân kinh khủng quá. Trời đất ơi, chạy ra giữa đường mà lụm luôn. Trời đất ơi, xe cộ phải dừng lại hết. Oh my god. Sacombank hấp thụ. Trời đất ơi, quỷ thần thiên địa ơi. Oh my god.